Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ, ngày 25 tây tháng 4 Ở Việt Nam đó, hôm nay các bạn đã bước qua ngày thứ ba rồi là ngày 26 tháng 4 Và đầu tuần nên thì có rất nhiều những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta đương nhiên sẽ nói về cái thông tin lớn nhất ngày hôm nay Đó chính là cái thông tin liên quan đến Twitter Cũng như Thuận sẽ chia sẻ một số những tài liệu nổi bật mà các bạn cần nên biết và trước hết thì các bạn thì được là so với lại ngày hôm qua đó hôm nay giá cả cũng đã có một cái sự hồi phục Nhưng mà thật ra hồi sáng này khi mình thức dậy đó thì lúc đó giá vẫn không được tốt lắm Các bạn thì được là tối hôm qua đây giá đi xuống tới cái mức thấp đó là chỉ có 38.212 thôi Và tôi cũng biết là nhiều bạn cũng khá là lo lắng Nhưng mà sau đó đó thì sáng ngày hôm nay khi mà thị trường chứng khoán mở cửa đó thì chúng ta cũng đã thấy cái sự hồi phục trở lại rồi Hôm nay là một ngày đó rất là dao động luôn Bây giờ giá BTC đó cũng xanh là một chút và một lần nữa đã hơn 40.000 đô bây giờ là 40.492 và chúng ta có thể nhìn chung thị trường crypto rồi các bạn thấy được là hôm nay phần lớn là màu xanh có những đồng rất là xanh luôn như là chúng ta thấy được là đồng Luna hay là đồng Doge và chúng ta có thể nhìn những đồng lớn ở trên con Gecko đó thì các bạn thấy là BTC hôm nay tăng 3,5% trong vòng 24 giờ qua Ethereum đây thì tăng nhiều hơn một chút, tăng 4,7% bây giờ một lần nữa đó đã hơn 3.000 đô BNB cũng tăng khoảng chừng 3%, phần lớn đã tăng phần trăm cũng tương tự Chúng ta thấy được là Terra thì tăng nhiều hơn là tăng 7,4% Đặc biệt là chúng ta thấy được là đồng nào đã một lần nữa đã đi vào thấp 10 Đó chính là đồng Dogecoin hôm nay tăng tới 18,4% lần. Chuyện gì đã xảy ra thì đương nhiên như bạn cũng đã biết rồi Đó chính là thông tin liên quan tới Elon Musk đã có thể mua lại công ty Twitter Họ đã đồng ý bán cho Elon Musk Và chi tiết hơn đó, thì vào sáng nay kia mà thưởng thức gì? chúng ta cũng đang nghe một số những tin đồn được chia sẻ bởi Reuters nói là trong ngày hôm nay đây chúng ta sẽ thấy cái thông tin là hội đồng quản trị của Twitter sẽ đồng ý để mà bán công ty Twitter cho Elon Musk và cuối cùng đó cái tin đồn đó đã là sự thật rồi thật đã chia sẻ khá nhiều thông tin ngày hôm nay trên những mạng sòi với các bạn nhưng mà trước hết á, thì hôm nay đã không chỉ riêng là thị trường crypto đâu các bạn có thể thấy được là thị trường chứng khoán là sáng nay mở cửa rất là đỏ luôn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là chứng khoán đó, mở cửa sáng nay ra nhiều khi xuống tới là 488 điểm khi chúng ta nhìn vào cái chỉ số Dow Jones ngày hôm nay. Chỉ số Dow Jones xuống 488 điểm để có thể kết thúc ngày hôm nay đó là ở cái điểm là chúng ta thấy được là tăng 238 điểm một ngày cực kỳ dao động luôn xuống 400 mấy điểm và cuối cùng kết thúc là tăng 238 điểm. Những chỉ số khác thì cũng tương tự. Các bạn thấy được là xuống nhiều là sáng nay nhưng mà cuối cùng kết quả đó là kết thúc là màu xanh. Chúng ta thấy được là Dow Jones tăng 0,7%, chỉ số S&P 500 đó tăng 0,5% và Nasdaq thì tăng 1,29%. Còn pre-market thì bây giờ ra sao? Thì pre-market như là hợp đồng tương lai đó. Bây giờ chúng ta thấy được là cũng dầm chân tại chỗ, không có cái gì gọi là đặc, đặc biệt hết. Các bạn thấy được là cả ba chỉ số Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đó là đi hàng ngang bây giờ không tăng không giảm. Còn hôm nay dầu như thế nào? Dầu thì hợp đồng nó một lần nữa đã xuống dưới 100 đô bây giờ là 98 đô 91 cent cho một thùng dầu. Đây là cái giá hợp đồng. Còn về vàng đó, hợp đồng vàng thì chúng ta thấy được là bây giờ cũng có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay là 0,3%. Nhưng mà nói chung đó, thì vàng bây giờ đã xuống cái mức là 1.902 đô. Cũng đã coi như xuống thêm một chút so với lại mấy ngày trước. Và crypto chúng ta cũng đã nói tới rồi. Chúng ta bây giờ hãy đi vào cái thông tin lớn ngày hôm nay đi. Thì thông tin lớn nhiều bạn cũng đã biết rồi. Thường chỉ muốn chia sẻ thêm một số những cái tài liệu thú vị thôi. Đó chính là thông tin. Hồi sáng nay đó là Reuters cũng đã nói là Twitter sẽ bán lại cho Elon Musk. Đó là cái tình đồn và đặc biệt đó là họ đang gấp rút muốn bán trong tuần này và sẽ bán trong ngày hôm nay tại vì thứ năm tuần này đó là công ty Twitter sẽ ra cái thông báo quý 1 thu nhập và quý 1 thu nhập của Twitter có thể rất là tệ luôn cho nên đó họ có thể là muốn bán cho Elon Musk trước khi mà ra cái thông báo báo cáo tài chính quý 1 tại đến mức mà có thể giá cổ phiếu sẽ đi xuống nữa tại vì sao? Tại vì Twitter trên căn bản là thu nhập rất là thấp và đối với lại cái sự kiện gần đây như là chúng ta nói tới cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đó thì uh, Twitter cũng đã ngưng bán quảng cáo cho cả hai quốc gia này và ảnh hưởng nặng đến từ châu Âu cho nên có thể là thu nhập quý một rất là tệ và cuối cùng đó cũng là sự thật rồi các bạn thấy là cuối cùng thì uh, Twitter cũng đã đồng ý bán lại cho Elon Musk với cái giá là 54 đồng 20 cent cho một cổ phần thì ở cái mức giá này đó có nghĩa là Elon Musk mua lại công ty Twitter với tổng trị giá là khoảng chừng 44 tỷ đô la và sau khi mua rồi đó thì công ty Twitter sẽ trở thành công ty tư nhân không còn là công ty chứng khoán nữa. Thì có một số bạn cũng hỏi thuận là nếu như vậy đó thì những người mà đang lưu trữ cổ phiếu của Twitter thì bây giờ ra sao? Thì thật ra đó nếu các bạn là một người bình thường các bạn lưu trữ cổ phiếu Twitter thì bạn cũng không có cái sự lựa chọn đâu khi mà hội đồng quản trị của Twitter đó đã đồng ý để mà bán Twitter với cái mức giá này thì những cái cổ phần trong tay của những nhà đầu tư đó thì sẽ phải giao lại cho công ty và lấy lại cái số tiền là 54 đô 20 cent một cổ phần khi mà đã được thông qua bởi hội đồng quản trị và đương nhiên đây là cái mức giá đã được thông qua rồi và các bạn thấy được là cái mức giá này không có tệ đâu chúng ta thấy được là hồi một tây tháng 1 đó cái mức giá đã được đưa ra bởi Elon Musk ở mức này đó, mức 54 đô đó là đã cao hơn cái giá thị trường ở thời điểm đó là 38% rồi. Có thể nói được là nhiều người cho cái giá mà Elon Musk chịu mua Twitter là một cái giá rất là tốt luôn. Cho nên á, vấn đề liên quan đến cái vụ drama của hội đồng quản trị của Twitter gần đây ra là không muốn chấp nhận bán cho Elon Musk cũng gặp nhiều cái sự chỉ trích đến từ những nhà đầu tư cũng như những cái cổ đông tại vì họ nói được là cái giá này đó đã là một giá tốt rồi và ngoại trừ Elon Musk ra thì còn ai nữa đâu tới mua Twitter các bạn thấy được là trong vòng cả tuần qua đâu có công ty nào ngoại trừ Elon Musk lên tiếng là muốn mua lại Twitter đâu có thể nói được là đây là một cái mức giá mà nhiều người cho là tốt rồi thì chúng ta có thể thấy được đó là với cái tình hình này thì chúng ta đã thấy là giá cổ phiếu Twitter Hôm nay đó, à, ngưng giao dịch cho một thời gian ngắn Đó là chính là cái lúc mà chuẩn bị ra thông báo chính thức là sẽ bán cho Elon Musk Và cái giá đóng cửa ngày hôm nay đó đã tăng 5,66% Ở mức là 51 đô 70 cent Và sau khi đóng cửa đó thì tăng thêm một chút nữa Tăng 0,43% ở mức là 51 đô 92 cent Thì các bạn có thể thấy được là cái mức giá bây giờ trên thị trường So với cái mức giá mà Elon muốn mua đó Thì cũng không có phải là cách xa lắm Các bạn cũng đã thấy được là cái mức giá mà Elon Musk mua lại Twitter là 54 đô 20 cent cho mỗi một cổ phần Mức giá bây giờ trên thị trường đó đã là 51, 52 đô rồi Nhưng mà thật ra đây là cái mức giá bây giờ mà thôi sau khi đã có những thông tin tốt liên quan tới Twitter sẽ bán lại cho Elon Musk Chứ còn nếu như không đó thì trả trở về lúc mà Elon Musk tuyên bố mua Twitter ra thì cái mức giá đó thấp hơn bây giờ rất là nhiều Các bạn có thể trả trở về đầu tháng 4 này đó thì chúng ta có thể được là đầu tháng tư này Giá của Twitter đó chỉ có là không tới 40 đô la. Sau khi mà có cái sự kiện New Elon Master thì giá đã tăng vọt lên như là các bạn thấy được là từ 39 đô 31 cent mà tăng lên tới cái mức là gần như là 51 đô. Do bây giờ là ở mức là khoảng chừng 52 đô nhưng mà ngược lại đó chúng ta thấy được là hôm nay cũng có một số những cái sự lo ngại liên quan đến cổ phiếu tesla thì ngược lại cổ phiếu twitter thì tăng ngày hôm nay vì thông tin này nhưng mà cũng vì thông tin này đó hôm nay lại có cái màu đỏ xuất hiện của cổ phiếu Tesla đi xuống một chút Không có nhiều, chỉ xuống 0,7% mà thôi Thì tại vì sao? Tại vì bây giờ mọi người vẫn chưa có rõ là Cái số tiền 44 tỷ này đó Elon Musk sẽ lấy từ đâu Một số người thì lo ngại là Elon Musk Đương nhiên đâu có sẵn 44 tỷ Ở trong ngân hàng từ mặt đâu Thì sẽ có thể là bán cổ phiếu Tesla Nhưng mà cũng không hẳn đâu Các bạn cũng nên nhớ là cách đây vài ngày đó Elon Musk cũng đã chia sẻ là Elon Musk cũng đã được hậu thuẫn Cái số tiền mà được thông báo đó là 46,5 tỷ đô la Và cái số tiền này đó là chia làm hai Là có ngân hàng đó sẽ cho Elon Musk mượn 25,5 tỷ đô la À, và có số tiền mượn này thường nghĩ là Elon Musk sẽ dùng cổ phiếu Tesla làm thế chấp Thứ gì nữa đó là có công ty khác sẽ cho Elon Musk mượn là 21 tỷ Thật ra cũng không phải là cho mượn Mà họ sẽ lấy một phần cổ phần Bây giờ cũng chưa rõ chi tiết như là như thế nào Nhưng mà ý tôi muốn nói đây đó là Elon Musk không hẳn là sẽ bán cổ phiếu Tesla của mình đâu Elon Musk có thể là sử dụng hai cái nguồn tiền này để mà đi thu mua công ty Twitter mà không cần phải bán cổ phiếu Tesla sau đó thì nghĩ là mọi người cũng đã có cái sự ổn định hơn một chút tại vì các bạn cũng đang thấy được là giá của Tesla cũng khá là dao động ngày hôm nay đi xuống tới cái mức thấp ngày hôm nay đó là chúng ta đã thấy được là 979 đô trước khi mà chúng ta kết thúc ngày hôm nay là ở mức là gần như 1.000 đô nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coi 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coi 98 ngay hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của coi 98 và đương nhiên những thông tin này đó thì làm cho rất nhiều người ở trong thị trường crypto nói chung đó thì phần lớn những người trong thị trường crypto này rất ủng hộ việc Elon Musk thu mua lại Twitter có nhiều lý do thứ nhất nữa là các bạn thì là Twitter là một trong những cái nền tảng mà những người trong thị trường crypto này dùng rất là nhiều cho nên đó rất là lo lắng về việc là Twitter sẽ lock họ hay là sẽ uh, ẩn những cái tài liệu họ chia sẻ cho nên những người trong trường crypto này đó ủng hộ việc Elon Musk mua lại Twitter tại vì Elon Musk muốn Twitter trở thành một cái nền tảng ngôn luận tự do thứ nhì nữa đó là các bạn thì được Elon Musk bản thân cũng là một người mà lưu trữ crypto công ty của Elon Musk cũng lưu trữ crypto cho nên nói chung đó, thì những người trong thị trường này phần lớn là ủng hộ Elon Musk thu mua lại Twitter trong đó chúng ta đương nhiên có um, founder của Cardano là cho Sachin cũng lên tiếng chúc mừng và ủng hộ ngày hôm nay cũng như là chúng ta nói tới um, Tyler Winklevoss của Gemini Cũng có cái sự ủng hộ tương tự Chỉ có một người Mà không có ủng hộ lắm Cũng ủng hộ nhưng mà không ủng hộ lắm đó chính là và Buterin như là Thuận cũng đã chia sẻ trước đây Nhưng mà nói chung đó, thì đây là một chuyện điều mà Thuận cũng ủng hộ Thuận đã nói với các bạn rồi Thuận thì hy vọng Elon Musk thành công thu mua lại Và bây giờ Elon Musk cũng đã thành công thu mua lại Và các bạn nên biết đó là bây giờ với lại cái thông tin này Thì đương nhiên có một đồng tăng chỉ lượng mạnh ngày hôm nay Đó chính là đồng Dogecoin ngày hôm nay tăng tới 18,4% lận Tại vì sao? Thì tại vì các bạn cũng đã biết là cái sự yêu thích đồng Dogecoin của Elon Musk là như thế nào rồi Bây giờ đã có rất nhiều tin đồn, rất là nhiều người à, bắt đầu là chẩn đoán là Elon Musk sẽ làm gì với lại Twitter Sẽ tích hợp đồng Dogecoin như thế nào, đồng Dogecoin có thể được dùng để mà trả tiền tiếp, được dùng để mà mua quảng cáo trên Twitter vân vân Rất nhiều tin đồn hiện bây giờ, tất cả chia tin đồn mà thôi nhưng mà Đương nhiên mọi người đều có suy nghĩ là Elon Musk sẽ dùng Twitter để mà phát triển đồng Doge bằng một cách nào đó chúng ta vẫn chưa có rõ mà thôi. Thelemus thì có thể là dùng đồng Dogecoin để làm phương tiện thanh toán trên Twitter. Như như thường nói là mua sản phẩm, mua quảng cáo hay là tiếp lẫn nhau thì hoàn toàn có thể. Chỉ có một cái là hầu như là khó khăn. Đó chính là Billy Marcus. Đó là một trong những founder của đồng Dogecoin. Thì Billy Marcus cũng đã chia sẻ là muốn có một cái cập nhật tạo ra một cái cầu giữa đồng Dogecoin và Ethereum Thì tại sao lại muốn tạo ra cái cầu này để có thể là đem đồng Dogecoin qua cái cầu đó lên trên mạng lưới của Ethereum Để có thể là đồng Dogecoin được thích hợp với lại những cái ứng dụng phi tập trung, những cái DeFi, NFT, những cái ứng dụng ở trên mạng lưới của Ethereum để phát triển thêm đồng đô sau này về cái phương diện đó Tại vì các bạn thấy được là Shiba Inu cũng đã phát triển cái Dark riêng của Shiba Inu Chúng ta bây giờ có Metaverse của Shiba Inu đồng Dogecoin đồ đó tuy là đồng có trước Shiba Inu là một đồng mà cũng có nhiều bạn ủng hộ và yêu thích nhưng mà trên căn bản đồng Dogecoin đồ thì bao nhiêu này cũng vậy mà thôi chỉ có thể được sử dụng đi dùng làm phương tiện thanh toán chứ cũng không có thể làm gì nhiều hơn không giống như là Shiba Inu hiện bây giờ thì uh, Billy Marcus muốn là đồng Dogecoin đồ cũng có một cái vai trò ở trong DeFi nhưng mà Elon Musk thì không nghĩ gì Elon Musk nói là vấn đề liên quan tới tích hợp đồng Dogecoin vào web 3 đó thì là Musk không có cần thiết hiện bây giờ. Nhưng mà có một điều rất là thú vị ở đây là các bạn thấy được là ngay cả Barry Silbert thường chia sẻ với các bạn là Barry Silbert cũng đã chia sẻ một cái tweet nói là đang suy nghĩ mua đồng Dogecoin mà các bạn có thể biết là Barry Silbert là ai rồi. Barry Silbert là người đứng đầu của công ty Digital Currency Group. Và công ty này là công ty mẹ của CoinDesk và là công ty mẹ của Grayscale. Cho nên bây giờ nhiều người có tin đồn là có phải là Barry Shuber chuẩn bị có cái quỹ đầu tư Dogecoin cho Grayscale hay là không. Chúng ta vẫn chưa có rõ nhưng mà ngày hôm nay thì những tin đồn về Doge thì đầy hết trơn và thậm chí những người nổi tiếng nó cũng có những cái câu nói ở bước mở mở liên quan tới đồng Dogecoin đồ này và nói tới Rayscale đó thì Rayscale cũng đã chia sẻ các bạn có biết là đây là một trong những công ty rất là lớn và bây giờ đã Rayscale lưu trữ rất nhiều Bitcoin và họ muốn chuyển Bitcoin đó đó trở thành một cái quỹ ETF. Tại bây giờ họ có một cái quỹ gọi là Rayscale Bitcoin Trust mà gần đây đó cũng không có hoạt động nhiều. Cái số limit Bitcoin đó họ muốn chuyển thành một cái quỹ Bitcoin ETF Spot và họ nói là nếu như mà SEC không chấp nhận đó, thì họ sẽ kiện SEC. Và SEC đã chấp nhận một cái Bitcoin Futures ETF rồi Không có lý do gì mà không chấp nhận một cái Bitcoin Spot ETF đó là Grayscale nói mà thôi chúng ta hãy chờ đợi xem coi là trong năm nay đó quỹ Grayscale có thông qua hay là không Thường cũng hy vọng là Grayscale đó có thể thông qua được một quỹ Bitcoin Spot ETF nhưng mà việc mà Elon Musk thu mua lại uh, Twitter thì cũng có cái sự ảnh hưởng tốt đó với thị trường crypto các bạn nên nhớ đó là mọi người bây giờ thì đang chú ý đến đồng Dogecoin nhưng mà thực tế các bạn nên biết là Elon Musk bản thân lưu trữ nhiều nhất vẫn là Bitcoin Ethereum rồi Dogecoin đó là ba đồng mà được lưu trữ bởi Elon Musk còn lại đó thì các bạn thấy được là công ty Tesla vẫn là công ty bây giờ đó lưu trữ rất là nhiều luôn họ bây giờ lưu trữ đó khoảng chừng là 43.200 đồng Bitcoin hiện tại và ngay cả công ty SpaceX Elon Musk cũng lưu trữ crypto hiện tại các bạn thấy là cũng lưu trữ Bitcoin và thường nhớ hình như Elon Musk cũng nói là Ethereum chỉ có là SpaceX là công ty tư nhân cho nên không cần phải khai báo với lại SEC Nhưng mà ít ra các bạn thấy được là Elon Musk, Tesla và SpaceX đều lưu trữ crypto, đều lưu trữ Bitcoin, Ethereum Cho nên Elon Musk mua lại được Twitter cũng là một cái kết quả mà chúng ta cũng mong muốn trong thị trường crypto này Và đặc biệt đó là có thể là nhiều người nói Elon Musk mua Twitter cái giá mắc quá Nhưng mà các bạn có nên nhớ là bây giờ đó Tesla đang lưu trữ không tính là Elon Musk lưu trữ bao nhiêu không có tính uh, là SpaceX lưu trữ bao nhiêu Thì tính Tesla thôi đang lưu trữ là 1,7 tỷ đô la thì các bạn có thể được là nếu như mà Elon Musk có thể làm cái gì đó khiến cho Bitcoin thông dụng hơn ở trên Twitter có thể đẩy giá BTC lên thì các bạn có thấy được là cái lợi ích cũng rất là nhiều và các bạn có biết là trong cái sự kiện này đang một trong những người mà có rất là nhiều lợi ích là ai hay không đó chính là Jack Dorsey các bạn được là Jack Dorsey sau khi đó mà có cái thông báo ngày hôm nay là Twitter bán cho Elon Musk thì Jack Dorsey là người mà có thể bỏ túi 974 triệu đô la của một số hạt tin đồn nói là cái người đứng sau lưng để mà chỉ dẫn cho lên Musk mua lại Twitter đó chính là Jack Dorsey. Tại vì các bạn cũng nên nhớ là Jack Dorsey đã rời khỏi chức vụ CEO uh, của Twitter năm ngoái rồi và cũng định là tháng năm này đó, tháng sau là sẽ rời khỏi Twitter và không uh, ở trong hội đồng ban quản trị nữa. Cho nên những người nói là đây là một trong những cái chiến lược của Jack Dorsey chỉ cho Elon Musk để mà thu mua lại công ty Twitter. Thì điều này nghĩa là gì? Jack Dorsey đó bây giờ có trở lại để mà dẫn đầu công ty Twitter hay là không để mà hỗ trợ Elon Musk thì không ai biết được nhưng mà đây cũng là một cái uh, tin đồ mà thường muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà một trong những người mà thật sự là có nhiều lợi nhuận đó chính là Jack Dorsey có thể là bán hai phẩy mấy phần trăm cổ phần của mình với cái mức giá cao như vậy gần như là một tỷ đô la và đương nhiên đó Elon Musk bây giờ đã có thể mua lại công ty Twitter nhưng mà nhiều câu hỏi đó vẫn chưa có câu trả lời các bạn thấy được là khi mà điều này được thông tin chia sẻ đó thì chúng ta thấy đó là bây giờ có một số câu hỏi như là ai sẽ là người dẫn đầu công ty twitter Đương nhiên là Elon Musk không có phải là CEO của công ty Twitter rồi, Elon Musk rất là bận. Các bạn thấy là Elon Musk là đứng đầu của nhiều công ty lớn, không chỉ riêng là Tesla, uh, SpaceX, Boring, rồi Còn con uh, Starlink. Các bạn thấy được là bây giờ có thêm Twitter nữa thì Elon Musk làm sao có thể quản lý trực tiếp được. Đương nhiên là phải có một cái CEO rồi cho nên giống như thường chia sẻ đó nhiều người hỏi là có phải là Jack Dorsey sẽ trở lại giữ chức vụ CEO dưới chứng của Elon Musk là không thì chúng ta chưa biết. Bây giờ cũng là à, một trong những câu hỏi mà chưa được trả lời Chỉ có là cái CEO hiện tại đó Thì à, uh, War thì người này chắc chắn sẽ không có ở lại rồi Tại vì đây là một trong những người mà dẫn đầu cái phong trào Chống lại cái sự thu mua của Elon Musk Thì tôi nghĩ là Elon Musk sẽ không giữ lại người này đâu Kế tiếp nữa đó là Ai sẽ là hội đồng quản trị mới của Twitter Tôi không nghĩ là những hội đồng quản trị bây giờ sẽ ở lại đâu Tại vì họ với Elon Musk đó, hầu như cũng không có thiện cảm lắm thì không biết ai sẽ là những người trên cái hội đồng quản trị của Twitter sau này và có thể chúng ta cũng không có biết rõ đâu tại vì sau này đó là công ty Twitter sẽ là công ty tư nhân thông báo cũng không cần phải chi tiết như vậy đâu kế tiếp nữa đó là Elon Musk sẽ có những cái quyền hành gì ở trong công ty Twitter Elon Musk sẽ bổ nhiệm một người nào đó làm CEO rồi bổ nhiệm hội đồng quản trị rồi sau đó là chỉ quản lý từ xa hay là Elon Musk sẽ quản lý chặt chẽ Twitter Tại vì Elon Musk cũng là người mình thường hay sử dụng Twitter Và Twitter đó sẽ như thế nào sau này Thì đối với lại những gì mà Elon Musk làm đó bây giờ thì cũng không có rõ lắm Ngoại trừ là Elon Musk nói là một trong những cái chiến lược ban đầu đó chính là sẽ xử lý những cái con bot spam á Tại vì bây giờ các bạn thấy được là mỗi lần mà thường tweet thì có rất là nhiều những con bot nó spam ở trên Twitter Và đây là một trong những cái vấn đề mà cần phải được xử lý Ngoài chi điều này ra thì Elon Musk chỉ nói là muốn Twitter trở thành một cái nền tảng tiếng nói tự do Còn về cộng đồng nên thì cộng đồng hy vọng hai điều Thứ nhất đó là Twitter có một cái nút edit Tại vì sau khi mà các bạn đánh chữ xong là không thể nào mà thay đổi được khi mà các bạn đã đăng rồi Đây là một trong những điều mà làm cho nhiều người cũng khá bực bội Tại vì thuần cũng là một người mà thường hay À, đánh chữ sai cho nên khi mà đã đăng rồi thì chỉ có cách xóa để mà đăng lại mà thôi thì khá là bực Và thứ nhì nữa đó là mọi người hy vọng là có một cái cách để mà có cái dấu tích nó đơn giản hơn Bây giờ hầu như là các bạn muốn có dấu tích đó là cực kỳ khó khăn luôn Tôi cũng đã chia sẻ với các bạn trong những video trước thì đây là những cái câu hỏi mà vẫn chưa có câu trả lời hiện bây giờ Nhưng mà có một điều đó là nhiều người hỏi là bây giờ đó Thì Elon Musk đã mua lại Twitter Thì có phải là cựu tổng thống Donald Trump sẽ trở lại Twitter hay là không Tại vì các bạn thấy được là cựu tổng thống Donald Trump đã bị lock một thời gian rồi Và bị lock vĩnh viễn Nhưng mà bây giờ đã có chủ mới của Twitter Thì các bạn có thể thấy được là hôm nay trong cuộc phỏng vấn với lại CNBC đó Thì cựu tổng thống Donald Trump nói là sẽ không có trở lại Twitter và các bạn cũng đã biết là trong thời gian qua đó thì cũng phát triển một công ty riêng thì cựu tổng thống Donald Trump cũng đã phát triển công ty riêng có tên là True Social. Tuy nhiên thì không biết là True Social sẽ có bao nhiêu người sử dụng, có nổi tiếng hay là không. Nhưng mà Twitter bây giờ đó thì vẫn là một trong những nền tảng rất nổi tiếng mặc dù là không kiếm được nhiều tiền. Thì bây giờ các bạn cũng đã có câu trả lời rồi. Cựu tổng thống Donald Trump nói là sẽ không trở lại cho dù là Elon Musk xóa cái lệnh cấm đó. Và đây là thông tin mới nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Twitter.